chung kết giải Happy Birthday HDA không có giới hạn thời gian, quẩy được cậu Trung ơi cho mượn xí hồng nè. Còn mới 2, 4, 6 cục, 5 cục nè, chơi mày. Trung ơi giàu như kẹo địch mày. Em ơi mượn xí hồng. Xí hồng. Xí hồng trên bạc. Xí hồng bị ảo gì trời. Xí hồng của tao không hợp mệnh với tay. Lát nó 5 cục luôn. Thích bao nhiêu? Mày chọn, cho mày chọn đó. Đó, cho mày chọn đó. Không, tao hết đổ trước, tao hết đổ sau à. Bánh đồ xì ra. Tao muốn biết, tao có hy vọng. Đồ có tôi ăn bánh đồ xì quyết định luôn là đi trước đi. Tôi mất thời gian quá. Tao bất vậy đó. Bánh đồ xì xong nó thắng thì nó kêu tao đi trước. Tao không phải nó thua, nó kêu tao có đâu. Vậy mà mày đổ xí ngọc trước đi. Bắn lùi biết. Nó giải đó giờ mà. Đó, nó không biết con tên gì mà. 8 cũng là trên trung bình. Thôi 6. Rồi tới, rồi tới. Nói gì nữa đi. Đi trước mượn hen bạn ơi. Ủa có bị bên không mà ngồi để em lót gì nữa không? Nhờ trên vậy mới win nãy giờ. Ôi vậy nếu bận. Trời ơi. Tại bên gì? Mẹ. Mẹ. Tôi đi mua chè đi coi lại. Nãy ai chơi vậy? Đây sẽ là trận chung kết để về tiếp coi những cái. Sao em đi đi đi. Anh mượn mẹ thôi. Anh đua tao. Rồi, chỉ là chỉ kiếm phóc lách. Số rồi. Kim. Này hay hay rồi. Thành
À rồi thôi. Thank you.
trả lời chỉ số cho anh ba nha. Dạ. Thua 1-0 mà anh ba ơi. Thua 1-0 rồi. Lung lung công thua 1-0. Kèo đó thắng cái thua cũng mấy chị giải thưởng này cho tao nha. Ok, nó là xếp. Sao được thêm. Ok.
buông không? Ủa, tính tôi kèo không? Không, thằng Thank you.
thì sao? Cái này là video. Cái video mà. Cái này video. Ờ, 3 rưỡi là một tấm cái mặt là nó vô cái mặt trên rồi. Thank you.
là to.